chào các bạn. Hôm nay mình sẽ training cho các bạn một kỹ thuật kho hàng. Khi các bạn là một thợ sửa đèn LED hay bất kỳ thợ sửa điện tử nào, nhất là thợ sửa điện thoại di động, thì kỹ thuật kho hàng là một thành phần không thể thiếu để mà lấy các linh kiện trong bộ mạch ra nha các bạn. Đây, hoàn toàn là linh kiện dán SSD. Ở trên đây có một số bạn đã từng biết kỹ thuật kho hàng này rồi, đã từng học qua trường lớp rồi. Còn một số bạn chưa biết, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chưa biết về kỹ thuật kho hàng nha các bạn. Với kinh nghiệm sửa chữa điện thoại di động, mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật từ A đến Z nha. Ở nhà các bạn có các sát linh kiện hư ha, linh kiện điện thoại di động hư ha. Như cái sát, mấy sát này là sát Samsung. Đây là Samsung nha các bạn. Đây là dây nguồn cáp Samsung ha. Hoặc là mấy cái điện thoại cùi bắp như Nokia, mấy cái máy như 8310, cái máy này main 8250 ha, 8250. Còn một số main như 3210, 3310 thì các bạn tìm ở trong các chỗ bán ve chai nha các bạn. Và nếu mà anh em nào có đam mê anh thì các bạn nó có thể mua về thực tập ha, thực tập kỹ thuật kho hàng cho nó nhuần nhuyễn. Sau đó các bạn có thể ra nghề hoặc là theo đam mê nghề thì theo cái này. Với cái kỹ thuật này rất là đơn giản nha các bạn, không có khó. Các bạn cần thiết trước tiên là các bạn phải chuẩn bị cho mình cái máy khò ha. Máy khò này có hai volume điều chỉnh. Thứ nhất là không khí ha, air, hot air, để điều chỉnh mức độ gió nha các bạn. Thứ hai là các bạn điều chỉnh được cái nhiệt độ đầu ra của cái mỏ khò. Đây là hai yếu tố quan trọng nha các bạn. Các bạn muốn gió nhiều hoặc là nhiệt nhiều thì các bạn cứ vặn volume lên ha. Còn cái quan trọng thứ hai là chính là đầu khò. Cái đầu khò thì tùy theo linh kiện nhỏ hoặc lớn ha. Nếu mà nhỏ, lấy linh kiện nhỏ các bạn có thể dùng đầu khò trung bình hoặc là đầu khò nhỏ. Còn nếu mà linh kiện lớn quá, IC gặp IC lớn hoặc là socket lớn, thì các bạn dùng cái đầu khò lớn. Cái ứng dụng là cái đầu khò linh kiện 4 hàng chân nha các bạn. 4 hàng chân là IC rất lớn. Còn cái linh kiện nhỏ, tụ nhỏ, chở nhỏ hoặc là mấy cái phần chân nhỏ như các bạn bị gãy chân sạc đi. Gãy chân sạc, các bạn muốn khò hàng ra lấy ở, các bạn dùng cái này. Nó không ảnh hưởng đến linh kiện xung quanh nha các bạn. Còn cái này tiết diện sẽ lớn hơn. Lớn hơn rất nhiều so với cái đầu. Còn mình thích là sử dụng cái đầu khò trung bình nha các bạn. Các bạn mở tháo đầu khò ra, thay đổi ha. Đây nè. Đầu khò lớn gắn vô. Còn đầu khò nhỏ cũng vậy. Ở đây có hai ốc siết nha các bạn. Các bạn dùng tô bít. Tô bít các bạn vặn ốc siết vô, siết cố định cái đầu khò ha. Sau đây mình sẽ trình bày kỹ thuật kho hàng để giúp các bạn sửa chữa mainboard điện thoại di động. Các bạn chọn, thứ nhất các bạn chọn đầu khò hợp lý nha các bạn. Các bạn mình thì thích sử dụng đầu chung. Tại vì ưu điểm của đầu chung á là gió nhiệt vừa phải. Còn các bạn sử dụng đầu to cùng với mức chỉnh nhiệt và gió đó thì nhiệt độ sẽ tỏa ra ít hơn, tại vì nó cái tiết diện nó rộng các bạn, nhiệt độ sẽ tỏa ra ít hơn. Yêu cầu với các bạn muốn đủ nhiệt độ các bạn phải tăng nhiệt lên, bật nhiệt lên, còn gió nó cũng tỏa ra cũng yếu hơn so với đầu khò. Cái đầu khò càng nhỏ thì gió sẽ càng mạnh nha các bạn. Các bạn nếu mà các bạn dùng đầu nhỏ này, các bạn phải vặn vào mức min nhỏ nhất vì gió nó sẽ hội tụ lại rất nhỏ, nhiệt nó cũng mạnh hơn. Cái đầu khò này nếu mà tính và cùng mình cân chỉnh cùng mức độ gió nhiệt á, thì cái này là mạnh nhất, nhiệt gió ra mạnh nhất, và các bạn phải vặn vào minimum là sắt nút nha.
Còn cái này á là các bạn phải tăng nhiệt độ. Nếu các bạn muốn khò hàng tại vì nhiệt độ nó tỏa, nó tiết diện sẽ lớn, các bạn phải tăng nhiệt độ lên, phải tăng gió lên là mới ổn định nha các bạn. Cái này ứng dụng giờ các bạn sử dụng khi mà khò, các bạn muốn khò hàng socket, socket điện thoại di động, socket lớn nha các bạn, hoặc là IC 2 hàng chân, 4 hàng chân, mà cái đầu khò nhỏ hoặc cái đầu khò chung này không thể sử dụng được, tại vì nó cần là làm chảy toàn bộ chì trên các chân như vị trí này. Các bạn khò chung quanh này coi tỏa vị trí chân như cần với tiết diện lớn, họ nó cái chân đều, các bạn mới gấp đi linh kiện IC được. Cái vấn đề kế tiếp là các bạn phải chuẩn bị cho mình nhựa thông cục nha các bạn. Cái này giúp lấy linh kiện nó rất dễ dàng nha, giúp do lấy linh kiện hàng dễ mà lấy ra cũng dễ. Một là nhựa thông cục, hai là mở hàng. Mình được thích xài mở hàng nha các bạn, nó không có bị dơ hơn so với ấy nha. Nó không biết là mình sau đó mình dùng xăng thơm các bạn, xăng thơm để chà bọ, rửa bọ nó sạch sẽ hơn. Chứ còn nhựa thông cục mà các bạn mà để nhiều, các bạn nó sau khi khô nó khô lại nó đóng thành cục, dù phải dùng nhiều xăng để mà chà rửa. Các bạn chuẩn bị cho mình nè, một là nhựa thông cục nha các bạn, hai là mở hàng ha, còn cái thứ ba là nhựa thông lỏng nha các bạn. Cái nhựa thông lỏng này, nhựa thông lỏng này mình đã hướng dẫn trong cái clip điều chế nhựa thông lỏng trên kênh của mình nha các bạn. Các bạn muốn biết hay tham khảo gì đó, các bạn lên kênh của mình các bạn tìm hiểu nha. Cái này chế cũng dễ nha các bạn. Mình nói sơ qua là cách chế là các bạn mua nhựa thông cục về, nhựa thông cục về các bạn nghiền nhỏ, nghiền mịn cho mình, rồi các bạn chế cái xăng thơm ra. Cái xăng á, các bạn ra cửa hàng xăng mua xăng bio á, mà xăng người ta sơn gỗ sơn đồ, hoặc là ra cái tiệm sửa điện thoại di động các bạn, cái cửa hàng cung cấp linh kiện điện thoại di động, các bạn mua cái nước rửa bo cho mình, đó chính là xăng rửa bo các bạn. Các bạn đổ vô ngâm là nó ra, sẽ ra dung dịch, dung dịch là nhựa thông lỏng nha các bạn. Cái đó rất cần thiết để mà kho hàng. Điều kế tiếp nữa mình hướng dẫn cho các bạn đó là nhíp gấp linh kiện. Cái này là khá quan trọng nha các bạn. Các bạn lựa chọn nhíp á, cái lực gấp nhíp nó phải mềm, các bạn mua nhíp và các bạn bóp như vậy, nó phải nhẹ phải mềm. Mình gấp linh kiện nó, chứ các bạn mua, nhiều bạn không biết lựa chọn nhíp mà các bạn mua nhíp cứng, gấp linh kiện rất khó nha các bạn, với lại nó hay tụt, các bạn mua nhíp mềm. Cái thứ hai, có hai loại nhíp, một loại nhíp thẳng, hai nhíp cong. Tùy các bạn nào các bạn thích đó, thì các bạn thích nhíp thẳng, các bạn thích sử dụng nhíp thẳng thì sử dụng. Còn hai, các bạn sử dụng nhíp cong cho mình ha. Các bạn nào thích nhíp cong thì xài nhíp cong. Đây là hai vấn đề chính nha các bạn. Sử dụng nhíp ok. Trên kênh của mình, ngoài mình post chiếc clip và sửa điện tử như laptop, sửa đèn led, mình còn post thêm các video và sửa điện thoại di động nha các bạn, và cách thay thế micro, cách thay loa chuông, cách thay màn hình, nhất là cái màn hình của Nokia, cái màn hình hàng dính trên bo nha các bạn, chứ không phải màn hình gắn vô socket nha. Một số kinh nghiệm đó mình chia sẻ cho các bạn. Cái kỹ thuật khò hàng này các bạn, nếu mà tập thuần thục á, các bạn có thể lên tay nghề nha các bạn, lên có thể các bạn hàng chuẩn các linh kiện, lên thành kỹ thuật viên level 3 luôn nha. Các bạn là kỹ thuật viên level 3 thì các bạn có thể thao tác ngoài các phương pháp khò hàng thay mấy lần giản như loa chuông rung, các bạn có thể đóng chip nha các bạn, thay IC, thay xe đổ keo, thay ổ cứng, sửa cho mấy máy Samsung, Nokia, iPhone, thay các chip như mấy chip vi xử lý như A8, mấy chip vi xử lý bên máy Samsung nha các bạn.
Đây là cái band body thể dọc đó các bạn, có thể thay thế chiếc dáng nha các bạn. Chiếc dáng là thay linh kiện quá dễ. Linh kiện socket là nói chung các bạn làm có thể làm từ A đến Z toàn bộ cái body thể dọc ha. Thay men thay chung mình là socket nè. Sau đây mình sẽ trình bày cho các bạn cách làm nha. Các bạn có thể tự làm ở nhà. Trước tiên các bạn bật máy khò lên cho mình, bật cho nó nóng nha. Các bạn chọn đầu khò hợp lý nha. Mình thích chọn đầu chung nha. Đầu chung có thể điều chỉnh nhiệt độ được ok. Đầu nhỏ thì nhiệt với gió quá mạnh, đầu lớn thì quá yếu, nó không có hội tụ được ngay chính giữa của đầu khò. Sau khi đợi máy khò nóng lên, các bạn chọn cái men bất kỳ nha các bạn. Giả sử mình chọn cái men này đi. Ở nhà các bạn có thể dùng cái khăn nha các bạn. Cái khăn hay cái ống quần xin á, các bạn cắt cái ống cống mà bỏ, các bạn đặt men lên. Đặt men lên các bạn thao tác. Mà cẩn thận đừng khò bên ngoài nha các bạn. Khò bên ngoài cháy. Rồi cái thứ hai, các bạn không có quần jean hay là cái khăn á, thì các bạn muốn trang bị chuyên nghiệp hơn á, các bạn mua kẹp bo cho mình ha. Các bạn ra ngoài Nhật Tảo hoặc là ra bên các chỗ bán cung cấp linh kiện á, nó bán có vài chục nghìn một cái ha. Đây mình sẽ lấy một bo. Bo Nokia đi, Nokia cho dễ ha. Bo Nokia này 8250 nha các bạn. Các bạn nên làm cái từ cái đơn giản trước. Cái đơn giản các bạn thuần thục xong rồi các bạn mới làm được các dòng smartphone là iPhone nha các bạn. Đây, mình sẽ kẹp bo ha. Ở đây sẽ có ba cái nhàn nha các bạn. Các bạn. Cái này là cái núm vặn núm giữ. Các bạn kéo hết vào cho mình ha. Cái núm này. Rồi đặt cái bo lên. Đặt cái bo lên kẹp bo ha. Các bạn canh nếu mà có linh kiện, giả sử như các bạn sửa điện thoại mà có cái linh kiện bên đây hoặc là có tụ chở vậy á, các bạn tuyệt đối hạn chế không có được kẹp bo nha các bạn. Một là các bạn để ra ngoài. Các bạn lót miếng giấy hoặc là cái miếng kim loại để trực tiếp kho hàng ở trên đây nha các bạn. Còn không á, các bạn muốn kẹp bo cho giữ cố định á, hoặc các bạn phải kẹp và tránh cái linh kiện ra. Kẹp ở ngoài rìa cái chỗ phần mát nha các bạn các bạn. Phần đây phần ngoài là phần mát nha. Đó, các bạn nhìn hai bên các bạn tránh linh kiện. Không thôi các bạn kẹp một cái là cái linh kiện nhỏ nhỏ như tụ chở vậy mà nó sẽ bay luôn nha. Đây nè. Ví dụ trường hợp này mình không mua. Ở chỗ này là CPU nha các bạn. Ở chỗ này con lát nha. Còn đây là con UEM và cái này cái con IC nguồn nha. Cái con quản lý nguồn. Thì các bạn không trường hợp mà có linh kiện chẳng hạn như cái trường hợp mình này mình đã tháo CPU ra rồi. Tháo cái isolate ra rồi. Nếu các bạn kẹp các bạn không thể được kẹp chạm cái isolate nha các bạn. Các bạn kẹp mạnh quá sợ nó chấn động bên trong isolate đó rồi. Hoặc là nó làm mẻ linh kiện là cái đó là chết, nó mất công phát sinh nữa. Sau khi các bạn chọn vị trí ok, đây nè. Đây mình sẽ chọn vị trí như vậy, không ảnh hưởng linh kiện ha. Bên đây cũng bị tách nha các bạn, không có chạm cái linh kiện nhỏ nhỏ nha các bạn. Rồi các bạn để nguyên các bạn kẹp cho mình, đẩy vào một xíu để cho lò xo nó giữ. Các bạn siết cái núm này cho nó chặt lại kìa, là bo chắn nha các bạn, không di chuyển ok nha. Các bạn thao tác y như ví dụ các bạn như muốn sửa nó đèn led đi, các bạn thao tác y tương tự như bạn cũng gấp cái linh kiện như đây mấy con điện trở mồi phân cực nè, là mấy con điện trở
mà nó tham gia trong cái mạch dao động nha các bạn. Đây hoàn toàn là các linh kiện dán SSD. Các bạn có thao tác tương tự với mình. Từ cái mainboard điện thoại, các bạn có thể sửa được nhiều thứ nha các bạn. Có thể sửa được mainboard laptop đi nha các bạn. Laptop hay CPU, cái máy bàn nha các bạn. Nhưng đây nè, giả sử như các bạn thay con lớn chứ đi. Các bạn thay cho mình con tụ này nè. Tụ lớn các bạn. Cho mình một ít, bỏ một ít nhựa thông vô đây, hoặc là mở hàng nha các bạn. Ở nhà có cái gì mình xài cái đó nha các bạn. Ở nhà nếu mà có nhựa thông lỏng mình bỏ nhựa thông lỏng. Cái nào cũng có chức năng tương tự á. Đây là vị trí mình cần lấy linh kiện nha các bạn. Còn các bạn ở nhà thích, các bạn thích dùng thẳng hoặc là các bạn dùng giúp công. Cách lựa chọn giấy thì mình đã nói phần vị trí lấy giấy bắt đầu nha các bạn. Rồi sau đây mình thao tác lấy một linh kiện như cái con tụ lọc nguồn này. Mình để cái kẹp bo như đây nha các bạn. Khi kho, cái máy kho đã nóng lên rồi, nhiệt độ vừa đủ. Các bạn đặt trên cách khoảng cách cho mình nha. Đừng đặt sát quá. Khoảng cách xong rồi mình đảo tay. Tay mình đảo. Đảo cho nhiệt độ nó lan tỏa đều nha các bạn. Lan tỏa đều cho nên linh kiện nó nóng phần chì. Nóng phần chân chì nha các bạn. Nhớ các bạn nhớ phải điều chỉnh gió nhiệt cho vừa đủ nha các bạn. Nếu nhiệt lớn quá thì điều chỉnh nhỏ lại. Là gió phải giữ vừa đủ, đừng có mạnh quá. Mạnh quá nó thổi bay linh kiện hết. Các bạn thấy nóng rồi không? Các bạn đá chân cho mình. Đá chân khò khi nào mà nó cảm thấy nó lỏng chân các bạn. Các bạn đá chân được á là các bạn gấp ra được rồi, là chì lúc đó nó đã nóng chảy. Còn khi nào nó còn cứng á là tuyệt đối các bạn không được gấp nha. Gấp mạnh quá thứ nhất là nó không lên, cái thứ hai là nó sẽ bị chóc chân nha các bạn. Đây nè, mình đá chân nha các bạn. Đá nó chảy qua nè. Như vậy là chì nó đã nóng chảy nha các bạn. Đây là linh kiện nè. Lấy được con tụ nha các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Lấy con tụ lọc nguồn nha các bạn. Cái thao tác đóng lại tương tự nha các bạn. Như cái con tụ này bị chạm đi. Nó chạm âm dương đi. Thì các bạn thay tụ mới, các bạn cũng thay thao tác y hệt như vậy. Trước kia là các bạn cứ khò cho nó nóng. Nóng thật nóng cho mình. Nóng cái vị trí mà mình cần đặt linh kiện các bạn. Các bạn chấm cho mình một ít nhựa thông ha. Hay mở hàng. Các bạn khò nóng cho mình. Khi cảm thấy nó hơi lỏng lỏng rồi, lỏng chì các bạn thả đã đặt xuống. Các bạn khò một xíu nữa là cái lớp nhựa thông nó sẽ nó tự bám chân nha các bạn. Đây nè các bạn nhìn đó, mình không tác động lên nha các bạn, không tác động lên ấy, nó tự động nó bám chân rồi. Ok. Như vậy là xong nha các bạn. Đây là linh kiện mình mới vừa hàng lại nha các bạn. Các bạn ở nhà các bạn thử thao tác, lấy cái linh kiện nhỏ như tụ chở hoặc là mấy cái con lọc SD, lọc C, lọc ấy nha các bạn, lọc đường nguồn hoặc là mấy cái phần linh kiện nhỏ đây, hoặc là cái con IC nhỏ nhỏ. Vừa tầm nha các bạn, như IC này, IC 6 chân này các bạn.
qua bên đây. Còn đây là con IC Driver nha các bạn. IC Driver điều khiển loa rung chung. Loa chung rung. Thì các bạn có thể khò, các bạn ở nhà các bạn có thể thao tác khò hàng lấy sơ sơ qua. Còn các bạn muốn sửa chuyên nghiệp thì các bạn cứ để cho lại comment nha. Cái gì mình sẽ hỗ trợ các bạn, hướng dẫn mặt kỹ thuật ha. Và sửa điện thoại di động hoặc là sửa điện tử. Rồi, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công. Hẹn các bạn, gặp lại các bạn trong clip sau nha.